Chào mừng quý vị và các bạn đến với blog Tim Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì xin mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Tâm sự. Chúng ta cùng lắng nghe những tâm sự được chia sẻ và cập nhật hàng ngày trên kênh. Tâm sự đẫm nước mắt của anh chồng sợ vừa khiếp vế nhưng lại liều đánh vợ khiến dân mạng không thể trách. Bị vợ dọa ma, anh chồng đánh vợ sưng mồm rồi lên mạng kệ vừa đánh vừa khóc vì quá sợ vợ, khiến dân mạng không thể trách mà cứ buồn cười. Câu chuyện được anh chồng chia sẻ trên mạng xã hội khiến ai nấy đều buồn cười vô cùng. Đúng là trên đời này có nhiều kiểu người, nhưng kiểu sợ vợ như anh chồng này thì cũng là hiếm. Anh tâm sự rằng mình vô cùng sợ ma, sợ đến nỗi kinh hồn bạt vía. Thế nhưng vợ lại hay có trò dọa ma để trêu mình. Dọa đủ kiểu, hết xóa tóc lại lấy nước đá lạnh sờ vào người làm anh hết hồn mỗi đêm. Dù 2-3 giờ sáng vợ cũng không tha cho anh, đã thế bố vợ lại còn hung hãn hơn nhiều. Nhiều khi anh muốn phản kháng lại vợ, nhưng mà sợ vợ đánh một thì sợ bố vợ 10. Sợ ma là thế, nhưng chàng trai còn miêu tả con sợ bố vợ gấp 10 lần. Như vậy mới thấy được nỗi thống khổ là thế nào. Vậy mà lần này anh ấy làm liều, bực quá liền đánh vợ sưng mồm, vừa đánh vừa khóc vì quá sợ. Thế rồi anh lên mạng kể chuyện và cầu cứu dân cư mạng. Không biết là mai bố vợ có rằng đánh chết anh hay không, anh chỉ hy vọng sẽ nhận được lời chia sẻ công khai trên cộng đồng. Cụ thể anh đăng, việc cần hỏi, liệu con có bị bố vợ đánh không? Con chào các thầy. Vợ chồng con lấy nhau được 1 năm, cuộc sống không suôn sẻ chút nào. Một là vì kinh tế, hai là vì tính cách quái đản của vợ con. Con đi làm đã mệt rồi, chuyện cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, mà tối về đầu óc cứ căng như dây đàn bởi vì bị vợ dọa ma. Vợ con giỏi quán xuyến việc nhà, gai góc gàn giả và thậm chí là liều, luôn nghĩ ra trò ma ranh để dọa con. Hàng đêm cứ tầm 2-3 giờ sáng cô ấy thức dậy bắt chuyện ma, là một việc rất bình thường. Thôi thì con cũng cố bịt tai lại mà ngủ, nhưng vợ con không để cho con yên thân. Nửa đêm trùm khăn trắng đi đi lại lại, nhúng tay vào nước đá rồi sờ vào chân con lạnh toát. Thậm chí có lúc còn đứng ngay đầu giường soi đèn pin điện thoại từ cầm soi lên rồi giật tóc đánh thức con dậy. Tháng cứ 1-2 lần như vậy, vào 2 ngày đầu tháng và 2 ngày cuối tháng. Con không hiểu nổi. Con thực sự rất sợ và mệt mỏi vì vợ. Vừa nãy vì quá tức giận và sợ nên con đã nổi nóng đánh vợ túi bụi, vừa đánh vừa khóc vì không thể chịu đựng được nữa. Vợ con bị sưng miệng rất lớn, có dọa là mai sẽ mách bố vợ để bố vợ sang đánh lại con. Con sợ ma một thì sợ bố vợ 10. Xin các thầy chỉ cách cho con đối phó. Ngay sau khi câu chuyện được đăng tải thì đã có hàng nghìn lượt bình luận và yêu thích. Nhiều người bày tỏ sự hài hước của mình thông qua các comment. Có người thì khuyên anh là, thôi tối về chịu khó nịnh vợ ông ạ, ôm ấp vài ba cái là xong ý mà, vợ không giận lâu đâu. Nhưng mà cũng không biết đây có phải là phương án hay không, bởi vì cô vợ này nghe đâu còn hùng hãn dữ lắm. Có bạn nickname Hoa Anh thì cho rằng, cô vợ này chắc có vấn đề chứ làm sao hành động điên rồ như vậy, trêu thì cũng trêu có chừng mực thôi chứ. Hồi anh em thì có vẻ đồng cảm hơn cho anh chàng này, thôi ông bỏ vợ đi, chứ thế này có ngày ông vào trại tâm thần. Nhiều ý kiến hài hước nhưng chung quy lại vẫn là đầy sự thông cảm cho nhân vật chính trong bài. Anh chồng tuy đã đánh vợ, hành động lẽ ra và bị lên án, nhưng trong hoàn cảnh này thì chẳng ai dám trách anh cả và cũng chẳng nên trách. Ngẫm lại câu vừa đánh vừa khóc mà không nhịn được cười, một bạn chia sẻ. Theo mình nghĩ thì có lẽ sau câu chuyện này cô vợ cũng sẽ bớt đi cái tính kỳ cục của mình. Có thể là trước đây mỗi lần dọa ma như vậy thì ông chồng có vẻ là sợ sệt hét lên và cũng không dám đánh mắng vợ. Vì vậy cô vợ mới cho rằng đây là một trò giải trí thú vị. Nhưng có lẽ sau sự kiện ông chồng vừa đánh vừa khóc còn mình thì sưng mỏ lên như thế này sẽ là một bài học nhớ đời để cô vợ coi lại chính hành động của mình. Hy vọng là sau sự cố này thì hai vợ chồng có thể giải quyết trong êm đẹp để không ai phải hối hận về sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy chia sẻ những cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Và kiểm tra xem mình đã đăng ký nhận tin hay chưa. Nếu chưa thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình. Và bây giờ thì quý thính giả có thể nhấn vào đây để chúng ta cập nhật thêm những thông tin nóng hổi hơn. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.